Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Trao cơ hội nối ước mơ do Đài truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp cùng với công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott thực hiện. Nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay là một bạn học sinh thuộc trường trung học cơ sở xã Đại Thắng thuộc xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Trường trung học cơ sở xã Đại Thắng nằm ở phía nam huyện Vụ Bản, một trường cách xa trung tâm. Trường có tổng số 34 cán bộ giáo viên. Năm học 2021-2022, trường có 486 học sinh với 12 lớp. Trường là nơi theo học của con em trên địa bàn xã. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trường đã chuyển sang học trực tuyến, kết hợp học giãn cách. Trường trung học cơ sở xã Đại Thắng đã khắc phục khó khăn, đảm bảo chương trình giáo dục theo đúng mục tiêu đã đề ra. Trong những năm qua thì trường trung học cơ sở Đại Thắng cũng đã có nhiều cái thành tích trong giảng dạy, nâng cao chất lượng, đặc biệt là trong các cái kỳ thi học sinh giỏi và thi tuyển sinh vào trung học phổ thông. Trong năm học vừa qua thì trường trung học cơ sở Đại Thắng tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%. Có đội học sinh giỏi của lớp 9 thì bộ môn địa đứng thứ nhất huyện. Có các em thi học sinh giỏi tỉnh thì có đạt được 2 giải nhất và 1 giải ba cấp tỉnh. Và trường hợp mà trong trường hợp đó thì có những em thi vào trung học phổ thông, các em đạt thủ khoa của trường Nguyễn Đức Thuận. Còn lực học của các cháu thì đạt trên 75%, khá giỏi. Trường trung học cơ sở xã Đại Thắng với gần 500 học sinh với 12 lớp, trong đó thì lớp 8C là lớp dẫn đầu chất lượng học tập tại khối 8. Bản thân bạn Vũ Quỳnh Như là một học sinh có nỗ lực và có nhiều thành tích học tập tốt, và bạn cũng đang là một thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi toán của trường. Lớp 8C có tổng số 38 học sinh. Trong năm học 2000-2021, lớp có 26 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, đứng đầu toàn khối. Năm học 2021-2022, lớp hiện có 12 học sinh đang trong đội tuyển học sinh giỏi môn toán, văn, anh của trường. Các em đang ôn luyện để chuẩn bị dự thi học sinh giỏi cấp huyện. Trong một môi trường học tập đầy tính ganh đua, em Vũ Quỳnh Như càng phải vượt qua khó khăn, cố gắng nhiều hơn, học tập từ thầy cô, bạn bè. Như là một học sinh rất là ngoan, học lực tốt và đoàn kết với bạn bè, lễ phép với thầy cô, và đặc biệt là Như có một cái chí tiến thủ rất là tốt. Mặc dù là cái hoàn cảnh gia đình thì không được may mắn như các bạn, nhưng mà Như rất là ham học. Như có cái năng khiếu đối với môn toán. Thế nên là năm lớp 8 này thì cũng được sự tin tưởng của các thầy các cô, thì Như đang là trong học sinh giỏi trong cái đội tuyển học sinh giỏi toán của trường, chuẩn bị đi thi vòng huyện. Với một bạn học sinh mà có cái hoàn cảnh khó khăn nhưng mà lại có cái ý chí vươn lên như thế thì nó dường như nó là một cái tấm gương, một cái động lực để tất cả những cái bạn khác, mà đặc biệt là những bạn mà có cái hoàn cảnh may mắn hơn Như, nhìn vào đó để mà học tập, để mà nỗ lực phấn đấu. Bạn Như thì học rất là tốt ạ, và chăm chỉ, hòa đồng với những bạn xung quanh. Khóa đào tập của bạn cái tính tự giác học tập, không nhờ vả vào người khác ạ. Bạn ấy ngồi cùng với những bạn trong lớp để trao đổi bài, để cùng nhau tiến bộ trong học tập. Điều đáng quý ở Như là sự nỗ lực và cố gắng để đạt được những thành tích tốt trong một hoàn cảnh rất là khó khăn. Bố thì qua đời đã lâu, hai mẹ con nương tựa vào nhau, mà mẹ thì bị bệnh nặng và không thể chữa trị. Điều đó có nghĩa là trong tương lai thì bản thân Như sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn hơn nữa. Mẹ cháu thì bị bệnh. Mổ từ năm 2005 đến giờ là coi như là 4 lần là mổ não rồi. Tại vì cháu nó bị u não, tai thì điếc rồi, mắt thì một mắt mù hẳn, còn một mắt thì cháu nó chỉ còn được khoảng 3-4/10 thôi. Còn mặt thì coi như liệt hầu như nửa thân, người là coi như liệt, toàn bộ khuôn mặt là liệt. Ăn uống rồi các thứ là coi như là khó khăn. Coi hàng tháng là hưởng với chế độ bảo hiểm xã hội của huyện là coi như tháng được 540.000. Thì nói chung về cuộc sống của hai mẹ con cháu thì chỉ có trông rắn vào 540.000 đồng ấy thôi. Chị
Khi sinh cháu ra này coi như được đúng 7 tháng là mẹ cháu đã mắc bệnh lại mới đi mổ rồi. Cho nên là khi mà cháu mà lớn lên mà cháu học tập thì mẹ vẫn cũng bệnh tình như vậy, vất vả như thế. Nhưng mà nói chung là cháu cũng cố gắng chịu khó giúp đỡ mẹ những cái việc mà chẳng hạn như giặt giũ hoặc là cơm nước các thứ, lúc nào rảnh rỗi là cháu hỗ trợ cho mẹ để tạo điều kiện cho mẹ cái lúc ốm đau các thứ nó đỡ khuây khoai đi, tạo cái niềm vui cho mẹ cháu. Nhà cháu Như thì là một trong những hộ nghèo của xã mà đã được phá phê duyệt từ nhiều năm nay. Bởi vì nhà em này là có cái hoàn cảnh rất là khó khăn, mẹ thì ốm yếu, còn thì con thì nhỏ và còn đang ăn học cho nên rất là khó khăn. Tuy rằng gia đình cháu Như đấy còn cảnh rất khó khăn, nhưng mà trong những cái nhiều năm qua cháu vẫn đạt cái danh hiệu học sinh giỏi. Cũng mong các cháu là cố gắng và phấn đấu rèn luyện học tập tốt trong các cái năm học năm nay và năm học tiếp theo. Phương pháp học môn toán của em là hàng ngày em về nhà ôn luyện nhiều toán, học thêm toán trên mạng. Ở lớp thì em chú ý nghe giảng. Dự định của em ở thời điểm hiện tại là sẽ học chuyên tâm vào học, để chuyên tâm vào việc học hết cấp 2, cấp 3. Và tương lai thì em mong sau này em sẽ đi đại học và trở thành giáo viên mầm non. Chào cô giáo ạ. Và chào các em. Ngày hôm nay thì Thiên An và ekip thực hiện chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ đang có mặt tại lớp 8C của chúng ta để trao một phần học bổng đến cho một bạn trong lớp mình, đó là bạn Vũ Quỳnh Như. Và để hiểu rõ hơn về học bổng Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Công ty Sổ số Điện toán Việt Nam Vietlott thực hiện thì xin được mời anh Phạm Văn Phương, đại diện của Vietlott sẽ chia sẻ học bổng này. Xin mời anh. Kính thưa ban giám hiệu nhà trường cùng ekip thực hiện chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC cùng toàn thể các em học sinh. Thì hôm nay tôi đại diện cho Công ty Sổ số Điện toán Việt Nam, những viên tắc là Vietlott, cùng ekip chương trình có mặt tại đây để trao học bổng của chương trình cho bạn Vũ Quỳnh Như. Đây là một cái phần quà nhỏ để giúp bạn Như để thực hiện được cái ước mơ và viết tiếp những ước mơ của mình. Rồi, xin được cảm ơn anh Phạm Văn Phương, chúng ta hãy dành cho anh một tràng vỗ tay thật lớn. Bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ giao lưu nhau một chút nhá. Anh hỏi này, thế bạn nào thì đang nằm trong những đội tuyển học sinh giỏi của trường? Thì giờ đây anh thấy được không? Wow, lớp chúng mình có rất nhiều. Thế bây giờ bạn nào đang nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn toán của trường ạ? Bây giờ thì em có thể đứng lên và chia sẻ. Để học tốt môn toán thì làm bài tập ở nhà các thầy cô sao, cô làm thì cũng học thuộc những kiến thức lý thuyết trong đó. Em tên là Đoàn Trường Sơn ạ. Để học tốt môn Anh thì em học tất cả các từ mới và công thức về tiếng Anh mà các thầy cô giao. Kèm theo đó em còn học thêm một lớp học online ở trên mạng. Thầy bạn Quỳnh Như như thế nào? Bạn Quỳnh Như đã rất là hiền, chăm chỉ học tập ạ. Rồi, đây là dưới ánh nhìn của một bạn nam trong lớp, con thấy bạn Quỳnh Như rất là hiền, rất là đáng yêu, xinh xắn và rất là học giỏi, chăm ngoan đúng không? Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Rồi, và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng trao học bổng đến cho bạn Vũ Quỳnh Như, là một bạn khó khăn một chút nhưng mà bạn đã có rất nhiều nỗ lực và có những thành tích rất là tốt trong học tập. Và ngày hôm nay thì xin mời bạn Vũ Quỳnh Như sẽ cùng lên trên bục giảng để cùng đón nhận phần học bổng Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ. Vương, đại diện của nhà tài trợ Vietlott sẽ cùng trao phần học bổng Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ cho bạn Vũ Quỳnh Như. Xin mời anh ạ. Bây giờ thì cảm xúc của em như thế nào? Bây giờ em cảm thấy rất là vui. Em chân thành cảm ơn những người đã luôn ủng hộ và giúp đỡ em.
Bây giờ thì xin mời cô giáo chủ nhiệm là người đã luôn đồng hành cùng với em Quỳnh Như trong thời gian vừa rồi thì có thể chia sẻ vài lời để cô. Quỳnh Như thì là một học sinh rất là chăm ngoan, học tốt, là luôn có cái ý thức vươn lên trong học tập. Mặc dù là em có cái hoàn cảnh không được may mắn như các bạn đồng trang lứa, và trong nhiều năm liền thì Quỳnh Như đều là học sinh giỏi. Và như năm học lớp 8 này thì Quỳnh Như đang là học sinh giỏi trong đội tuyển toán của nhà trường. Hôm nay nhà trường rất vinh dự được nhà tài trợ về trao học bổng cho em Quỳnh Như. Đây là một học sinh nghèo vươn lên trong học tập, có nhiều tiến bộ từ những năm lớp 6, lớp 7 và cho đến năm nay lớp 8. Em mặc dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nhưng em vẫn quyết tâm vươn lên học tập, được bạn bè thầy cô trong nhà trường rất là quý mến. Với cái tinh thần càng nghèo càng phải nỗ lực hơn nên em đã quyết tâm trong năm học này để em phấn đấu đạt học sinh giỏi và khóa giải thi trong đội học sinh giỏi của nhà trường. Nhận được phần quà này thì thay mặt cho nhà trường là thấy rằng là đây là một cái sự động viên cho những học sinh nghèo vượt khó để chắp cánh ước mơ cho các em vươn tới tương lai. Thì thay mặt cho nhà trường cũng xin cảm ơn nhà tài trợ và chương trình đã mang cái niềm vui hạnh phúc đến cho học sinh của nhà trường. Và cũng qua cái phần thưởng này thì học sinh nhà trường cũng thấy đây là một cái tấm gương để chúng ta học tập và cố gắng tiến bộ. Mặc dù chúng ta không trong cái hoàn cảnh khó khăn nhưng chúng ta cũng phải vươn lên để cùng với bạn Như để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của người học sinh, xứng đáng là con ngoan trò giỏi.